Cho nên là mỗi một năm như vậy, chúng tôi sẽ quyết định tổ chức hai lần cái chương trình siêu xe và đam mê như thế này, để nhằm mục đích cho tất cả những anh chị em, những người bận rộn mà có những cái chiếc siêu xe, có chung một cái niềm đam mê, chúng ta sẽ tập trung lại với nhau, có cơ hội để ngồi chia sẻ với nhau những cái kỷ niệm cũng như những cái kinh nghiệm để sử dụng những chiếc xe thân yêu, những chiếc xe rất là
tuyệt vời của mình, và cũng như là có những cái đêm ăn chơi vui vẻ hạnh phúc với các bạn. Bạn thơ đây chị ơi, chị có nhớ mặt cái anh nào mà bưng chị xuống không? Nạn nhân cái tên Minh Phi Mười, bỏ cái đầu xuống trước, bỏ đầu xuống trước. Đây, mượn cái video ấy. MC chưa biết tại sao. Tại vì thấy cầm micro mà nói nhiều nó dở quá, nó ghét nó quăng xuống nước. Nằm trong ban tổ chức đã giúp cho tất cả chúng ta có được hai ngày rất là tuyệt vời và thú vị, và hứa hẹn trong cái đêm nay là còn happy, còn vui vẻ hơn đêm hôm qua gấp 10 lần nữa bạn. Ok, cảm ơn tất cả ban tổ chức của chúng ta. Việt Nam Team! Việt Nam Team! Việt Nam Team! Dành cho bóng tay nữa. Hey!
đến này tên là Dòng Sông Tiền. Team của chúng ta trong buổi tối hôm nay, chúng tôi có một món quà rất ý nghĩa sẽ gửi đến cho tất cả những ai sẽ sở hữu được họ, sẽ sở hữu được nó là một cái điều rất là quý. Và ngay bây giờ chúng tôi xin mời tất cả những thành viên chúng ta hãy tập trung hướng về sân khấu để chúng ta xem cái món quà này như thế nào và ai sẽ sở hữu món quà này trong buổi tối hôm nay. Và món quà này chúng tôi xin gửi tặng cả những gì yêu mến nhất của tất cả các thành viên trong buổi tối hôm nay, hướng về biển đảo, hướng về tất cả những người đang làm việc ở tại biển đảo xa xôi đã bảo vệ cho Tổ quốc chúng ta yên bình. Tất cả đều được mạ vàng, ở dưới đây là pha lê đen chứ không phải thủy tinh nha.
pha lê đen. Nhìn như vậy thôi chứ nặng 10kg nó không nổi á. À, giá khởi điểm số đẹp 39 triệu. 40 triệu. 49. Mọi người hãy chúng ta hãy hướng mắt về sân khấu. Trời ơi Minh, chúng ta xem một lần nữa The First One. Đây có nghĩa là xin được lần thứ nhất của diễn đàn của chúng ta. 139 triệu. Em thì không đấu giá được, thành ra em xin góp 30 triệu vô quỹ. 5 triệu cho thắng Hoa Lan, cảm ơn các bạn. Đóng góp 10 triệu. Vâng, tất cả những thành viên chúng em ủng hộ 30 triệu ạ. Em xin đóng góp 10 triệu. 20 triệu. 50 triệu. Dạ, cũng 50 triệu. Xin đóng góp 10 triệu. 139 triệu lần thứ nhất. Chúng ta hãy cùng điểm với nhau 10 lần. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 luôn giờ. Vỗ tay cho bây giờ đây. Vâng, chúng tôi mời thành viên Minh Nhựa và bà xã cùng bước lên.